Vậy bản năng làm mẹ, thiên chức là mẹ, làm cho cái miễn dịch của người mẹ tự động hạ xuống, có nghĩa là mẹ yếu đi, cơ thể cái sự chống chọi với bệnh tật của mẹ sẽ yếu đi, để mẹ không có, để mẹ giảm cái khả năng mà coi con như là một vật lạ. Chính vì vậy mình sẽ biết là tại sao lúc đó mẹ dễ bệnh hơn, mẹ dễ cảm hơn, và khi mà mẹ có một vấn đề về sức khỏe thì nó sẽ nặng nề hơn. Thì để mà bảo vệ bà mẹ trong vấn đề này thì trước hết mình sẽ nhắc về cúm. Thông thường thì chúng ta hay nói mà nếu mà ai cảm cúm ho thì mình hay nói cúm mà có gì đâu. Thì bởi vì với một cái người sức khỏe bình thường thì là cái việc mà vượt qua được cái cúm nó khá là nhẹ nhàng, và đôi khi chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi hoặc chúng ta hay nói là uống nước cam nước xanh thì nó khỏe. Nhưng mà với bà mẹ thì lại khác, vì bà mẹ đang, cơ thể bà mẹ đang tự làm cho mình yếu đi để bảo vệ đứa con, thì lúc đó cái cúm nó tấn công bà mẹ thì bà mẹ dễ nặng nề hơn. Và những bà mẹ bị nhiễm cúm trong cái khi mà quá trình mang thai á, thì mẹ dễ dẫn đến có những cái biến chứng do cúm hơn. Với một cái người bình thường cúm thì thôi người ta vượt qua, nhưng bà mẹ bị cúm thì dễ qua viêm phổi, dễ qua cái bệnh nặng nề hơn do bội nhiễm, vì cơ thể bà mẹ lúc đó yếu. Vì vậy mà mẹ có thể nhớ rằng là mẹ nên tiêm cúm. Cúm thì là mình tiêm trước khi mang thai hay trong khi mang thai đều được. Tuy nhiên trước khi mang thai thì bà mẹ sẽ có một cái hành trình mang thai đó yên ả. Còn nếu như mà trước đó mẹ quên mang thai, mẹ quên chích cúm rồi thì khi mẹ mang thai thì mẹ cũng nên chích ngừa trong quá trình mang thai, không ảnh hưởng gì đến con ha. Là bởi vì khi mẹ chích cúm được trong quá trình mang thai thì cái giai đoạn mà sau hậu sản đó, cái giai đoạn đầu hậu sản thì mẹ vẫn rất là yếu, dễ bị nhiễm cúm. Vì vậy mà cái lúc này mẹ cũng cần khỏe mạnh để có thể chăm sóc con. Cúm thì mỗi năm mình phải chích nhắc một lần, là để mà hiểu tại sao cúm thì mỗi năm phải chích nhắc thì mình hiểu nôm na như vậy nè. Cúm nó có nhiều cái biến thể, và cơ thể mình nữa thì nó sẽ, mình thì chích vaccine để mình ngừa cúm, thì cái con cúm nó cũng có một cái phản ứng, nó là nó tự nó biến đổi để nó chống lại, nó kháng lại cái thuốc của loài người. Vì vậy mà cứ mỗi năm thì nó sẽ thay đổi, cho nên là mỗi năm thì người ta sẽ có cái vaccine để phù hợp với những cái sự biến đổi của cái virus cúm đó. Vì vậy mà mỗi năm thì mình nên chích một lần.